Chào quý vị khán giả thân mến của đài truyền hình BYN. Hôm nay Bảo rất hân hạnh và rất vui trở lại với chương trình Đầu tư cùng Bảo Trần với quý vị. Hôm nay trong phòng thâu chúng tôi có một cái sự hiện diện đặc biệt của một anh người nước ngoài rất là có tiếng tăm trong dòng chính về đầu tư địa ốc. Anh trong thời gian gần đây là khoảng 10 năm, anh đã hoàn tất hơn 1.200 cái phi vụ về địa ốc và là một trong những người được gọi là real estate guru của Mỹ. Thì tên của anh là Phil Grove. Hôm nay anh có trong phòng thâu của đài truyền hình BYN để chia sẻ một số cái kiến thức và cái kinh nghiệm của anh trong việc đầu tư địa ốc. Anh cũng là một cái người mà gần đây tổ chức một cái buổi gọi là real estate club ở Houston. Anh có một cái real estate club rất lớn ở Austin rồi và anh cũng rất vui khi mà có dịp đến Houston để lên đài BYN để gặp gỡ quý vị khán giả người Việt Nam chúng ta. Phil, I met you 2 weeks ago in Houston. Yes. Last week we met in LA. You know, there's so much that I can learn from you every time I meet you. So today, you know, it's very nice to have you come up to my show and share. Thank you for having me here. I appreciate it. Yeah, share some of your thought process to my audience. Please say hi to BYN TV audience. Hello, and, I'm very glad to be here. Thank you. Yeah. So let me go straight to a couple of questions that I have. You know, I would like to have your input and thought process. In my community, people think that the only way that they can buy or sell the house is going through the realtors. Okay. What is that true or not? And if it's not true, what is that you think about when you know when people just think that they can only go to realtor for their real estate transaction? Yeah. Well, realtors focus on retail real estate, and as a real estate investor, I want to be able to buy wholesale and I sell retail. So I love realtors. I have many friends that are realtors. Even my wife, in fact, is a realtor. But all that being said, when realtors go to school and take all of their different training and certifications, they don't take any training or have any certifications that have anything whatsoever to do with wholesale. All they do is they sell properties out of the MLS, which is the retail marketplace. So if you want to be a real estate investor, you have to learn to go directly to motivated sellers if you want to buy wholesale. Sometimes I tell a little story a little differently. You know, if you wanted to buy a retail sweater, you might go into Old Navy and you'd go to the girl behind the counter and she'd show you the red one and the blue one and the green one, and you'd pick the green one and you just bought yourself a retail sweater. Now let's say you want to buy wholesale sweaters. You want to import sweaters from Vietnam, right? Could you imagine going into the store in Old Navy and saying, hello, I'd like to import sweaters from Vietnam. Would you help me, please? I mean, that's ridiculous. The girl behind the counter doesn't know anything about that. But that's exactly what somebody is doing if they go to a realtor and ask them to find them a wholesale deal. So you have to learn how to go directly to the wholesale marketplace. It's a different pond, but that's where the big fish are. And you find that pond when you're networking with real estate investors rather than realtors. Thank you. Let me translate into Vietnamese. Bảo hỏi anh Phil là trong cộng đồng chúng ta, mọi người cho rằng cách duy nhất để mua và bán nhà là thông qua giới realtor hay là broker. Điều đó có đúng không? Mà nếu không thì anh nghĩ như thế nào về suy nghĩ đó dựa vào cái kinh nghiệm của anh? Thì anh nói là realtor với lại broker họ làm trong cái vấn đề là retail, có nghĩa là mua giá lẻ, còn cái người investor là họ làm với lại cái giá sỉ. Vợ của anh cũng là một cái người broker của Austin, cũng là một cái người thành công. Và anh nói đó là cái người làm realtor là thường thường họ học cái cách mà mua nhà với bán nhà của họ là thông qua cái MLS, và để trở thành một cái người mà đầu tư thì mình phải đến thẳng đến cái người gọi là bán nhà, cái người mà motivate seller là cái người mà muốn bán nhà thẳng cho mình. Và
Anh có một số cái ví dụ rất là hay, giống như là nếu mà mình đi vô Old Navy mà mình hỏi mình mua cái áo sweater, là cái áo mà áo khoác ở ngoài màu gì đó, dù chẳng hạn như là màu navy, thì khi mà mình mua cái màu đó đó, mình mua cái giá là cái giá retail, nhưng mà nếu mà mình đi đến mà mình mua cái giá mà wholesale á, thì mình không có thể nào mà mình đến cái cửa hàng bán lẻ mà mình mua giống như là giá wholesale được. Thì anh giống như là nói nếu mà mình muốn có cái bắt được cái con cá lớn á, là có nghĩa là đầu tư vào cái thị trường đốc, là mình phải học cái cách mà của một cái người đầu tư trong cái thị trường đốc, là ở trong cái hồ cá mà nó gọi là hồ cá cho cái những người đầu tư. Dạ. Next question. After the real estate meltdown in America, a lot of people scared to invest in real estate. I see a lot of people that, you know, they use their money to invest in stock market. They lost money anyway. Right. And then they think about gold because they say, oh, gold is going to go up. They put their money in gold and it's not been going up as they expected. And a lot of them want to go back to real estate investing. Mm-hmm. So can you share the top five things that people need to know if they want to reinvest in real estate in the market right now? Yeah. Okay. Well, there's two ways fundamentally to make money in real estate. You can flip properties, just buy and sell quickly. And if you're just buying and selling or flipping real estate, it doesn't really matter if the market is going up or if the market is going down, because you don't own the property for a long enough period of time for it to make a difference. So you have to decide if you want to flip, do short-term investments, or do long-term investments. If you're doing long-term investments, yes, you want to be able to buy low and sell high. So for long-term investments like rental property, you need to be able to buy properties at the right time in the market cycle. Typically, real estate market cycles go from 3 to 5 years up and then 1 to 3 years down. 3 to 5 years up and 1 to 3 years down. So we have the same shape every time we go through a market cycle. We just went through the biggest market cycle that we ever went through in the US history. And the market technically bottomed out in the third quarter of 2009, but it just kind of has bounced along the bottom. And about 6 months ago, the market started into a new cycle. So by any historic standard, meaning if you go back 75 years, it's always been the same, we would expect for the next 3 to 5 years to have a market that's going up again. Now, how fast it goes up, you know, you never know exactly that. But I would say that if you're looking for long-term investments, it's the best time to invest long-term since 2002. So it's safe to get back in the water for long-term investments. For short-term investments, it's always safe to get into the market. Thank you, Phil. Anh Phil chia sẻ là mình có nhiều cái cách để đầu tư trong thị trường đề ốc. Thì có cái cách mà thường người ta thường làm là buy, sell, buy, giống như là mình flip vậy đó, là có nghĩa là mình mua xong rồi mình bán lại với cái giá cao hơn. Có những người muốn đầu tư vào cái long term á, là cái dài, thời gian dài á, thì họ có thể buy low và sell high, là buy với giá thấp và bán với giá cao. Thường thường cái cycle của cái real estate đó là từ 3 tới 5 năm là cái market lên, rồi 1 tới 3 năm đi xuống. Cái thị trường đốc nó xuống dưới cùng á, là vào năm 2009. Và 6 tháng vừa rồi là mình đã bắt đầu với lại một cái cycle mới, là một cái hướng đi lên lại. Trong vòng 3 đến 5 năm nó sẽ đi theo theo anh Phil dự đoán là nó sẽ đi lên lần nữa. Cái kiến thức là cái quan trọng nhất mà Bảo nghĩ là có thể giúp quý vị hiểu là lúc nào nên vào cái thị trường đó. Nhưng mà nếu mà mình có cái kiến thức rồi thì mình không có ngại gì cái vấn đề là cái thời điểm đó nó đang lên hay xuống, miễn mà mình có thể mua cái giá rẻ và mình bán cái giá cao. Bảo cố gắng dịch ở cái mức độ mà gần nhất. Okay, next question. You become the most successful real estate investor in Texas within few years. And you make a lot of money while the market down. What is your secret? Well, like any business, it really all comes down to marketing. You know, there's two things that you can do as a real estate investor to make money. Build your marketing, which means get people that might want to sell their homes to call you. And marketing is just the art of getting a lot of phone calls, a lot of leads,
of which you turn some of those into deals and dollars. So it's a numbers game. I discovered after being a real estate investor for about 2 years that on average for every 20 leads or motivated sellers that I talk to, on average I get one deal that makes me $15,000. So then I added it up, and what I discovered is every time I did, for example, $100 worth of direct mail, I got one lead, and it took me 20 leads to make $15,000. So what that means, if I do $2,000 worth of direct mail, I make $15,000 in profit. Well, that was a revelation for me. It took me 2 years to figure that out, but once I figured that out, I realized that every time I spent a dollar on marketing, I'd make $7.50 profit, and I started spending money on marketing like a drunken sailor, because I just, well, if you had a machine and you stuck a dollar in one end and $7.50 came out the other end, how many dollars would you stick in the machine? And the answer is all of them, and then some. So that was a very exciting revolution to me, to understand how marketing and real estate investing is just a question of turning leads into deals into dollars. Of course, the other key skill to being a good real estate investor is networking. Surround yourself with people. Your net worth equals your network. So if you surround yourself with people, with a community of people, you find yourself surrounded with money, deals, buyers, sellers, haves, wants, and you can, even if you're not the expert, you can broker and put the pieces together and make a lot of money that way. So for example, my wife and I run the largest real estate investor association in Central Texas, and we now are bent, working on building the largest real estate investor association here in Houston for exactly that purpose, to create a community of people where they can invest, exchange wholesale deals with each other, and make money together. Thank you. Anh nói cái secret của anh là marketing. Cái đó là cái mà giúp cho anh khác hết so với những người mà đầu tư địa ốc khác. Cái mà khó là làm sao để cho cái người chủ nhà có thể gọi mình, cái người muốn bán cái nhà để gọi mình. Thì mất 2 năm để anh có thể có một cái công thức là có 20 cái list là cái người mà anh trò chuyện với. Thì trong đó có một cái deal để hoàn tất, có nghĩa là một cái phi vụ hoàn tất. Thì anh sẽ có được cái tiền lời là khoảng 15.000 đồng. Thì anh làm cái bài toán rất là đơn giản là anh bỏ vào 2.000 đồng để làm cái direct mail. Thí dụ thì anh nhận được là 15.000 đồng lại. Thì sau khi mà anh tìm hiểu cái vấn đề đó trong vòng 2 năm thì anh thấy là wow, thì có nghĩa là mỗi lần anh bỏ vô 1 đồng trong marketing, anh lấy lại 7 đồng rưỡi trong cái tiền lời. Thì cái đó giống như là một cái máy mà mình bỏ tiền vô mình lấy tiền ra vậy đó. Thì anh thấy là cái điều đó là cái điều mà rất là quan trọng mà mọi người nếu mà muốn đầu tư trong thị trường địa ốc nói chung và gọi là trở thành một cái người real estate investor cần nên biết. Và cái quan trọng thứ hai là cái networking. Anh nói là cái network của mình bằng cái net worth, là cái tiền của mình có thể có được. Giống như cái câu người ta thường nói là nếu mà có 5 người mà mình làm việc chung với nhau á, thì cái lương của mình bằng 5 người đó chia đôi, chia 5 ra, là cái giá trị của cái khả năng, cái lương của mình có thể có được. Có, nếu mà mình không có phải là một cái người chuyên viên về một cái người một cái đầu tư địa ốc á, mà mình có thể có tiền á, thì mình cũng có thể network với là những cái người mà người ta có deals, có nghĩa là người ta có những cái nhà với giá tốt, hoặc là mình gặp những cái người bán nhà trong, giống như là phải đến những cái nơi mà mình có sự gặp gỡ của những cái người mà có cùng cái sở thích với nhau. Thì như anh nói là anh có một cái real estate club ở Austin, là một cái lớn nhất ở trên đó, và anh đang mở một cái ở Houston để cố gắng làm nó trở thành một cái lớn nhất ở Houston này, để có thể giúp cho mọi người có thể đến để học hỏi và network với những người có một cái tư tưởng giống như nhau, để có thể cùng gặt hái sự thành công. Thank you for the secret. Absolutely. Yeah. You know, you well known for the program called AMPS. And you have thousands of students around the nations. Can you briefly explain what AMPS is for the audience? Yeah. Okay. What AMPS is it's called the Assignment of Mortgage Payment System. And a lot of people aren't aware of this, but anybody can make the payment on anybody else's mortgage. In other words, you can buy a house by simply having somebody transfer their mortgage to you and transfer their deed to you. So if you make the payments on somebody's mortgage going forward,
they will deed the house to you if they're a distressed seller. And the reason that this makes sense is that when somebody has lost their job or going through a divorce or going through difficult financial situations, a lot of times they'll want to sell their house, but what they really want is to not have to make their mortgage payment any further. So if somebody like me or an investor goes to them and says, I will make the mortgage payments on your loan for you going forward if you will deed the property over to me, that's a good deal for the investor because it allows the investor to now be able to buy a house that comes with a loan. So you can buy a house for as little as no money at all. And once you learn how to buy houses with no money, you can buy as many as you want. Your business becomes infinitely scalable. And of course, it's a good deal for the seller as well, because the seller no longer has to make the payments on their mortgage, which is really what they're trying to get out of. So you can do this with any seller, with any home, with any loan, on any home, anywhere in the United States. And it's actually fairly common to do this. And it solves a lot of problems. It solves problems for people that have difficulty getting loans, because even if you have less than perfect credit, anybody can agree to do this as long as the buyer and the seller both agree to it. But fundamentally, it's a way to buy houses without having to use your own money or without having to get loans from banks, because the loan comes with the house from the seller. Thank you. Anh giải thích cái chương trình mà AMPS của anh là nó giống như một cái loại mà subject to mà quý vị thường nghe, là mình có thể assign cái mortgage của mình cho một cái người khác. Có nghĩa là khi mà mình không có khả năng trả cái tiền của cái nhà mình nữa, thì mình có thể có một cái người khác đến để có thể thay thế mình để trả cái tiền mà mình còn thiếu lại nhà bank. Có nhiều người làm như vậy bởi vì nhiều lý do khác nhau. Có thể là mất việc làm, có thể là vì bất cứ chuyện gì xảy ra đối với cái income của người ta mà người ta không thể trả được cái tiền nhà tiếp tục, thì người ta cần có một cái người giống như là người investor đến để có thể take over cái payment đó để có thể tiếp tục trả. Người ta không có bị mất cái điểm tín dụng của người ta. Thì nếu mà anh nói là nếu mà mình học cái cách mà mua nhà mà không cần phải tốn tiền nhiều như vậy á, thì mình sẽ có thể mua được rất là nhiều căn nhà và có thể làm ở bất cứ một nơi ở nước Mỹ này, không nhất thiết là ở tiểu bang Texas mà thôi. Rồi anh nói là cái cách làm này á, nó trong cái thời market như bây giờ nó có thể giúp giải quyết được rất là nhiều vấn đề của xã hội bây giờ, giống như là mất việc làm như quý vị biết là xảy ra rất là nhiều, rồi có nhiều người cái không có khả năng để giữ cái căn nhà mà cái giá trị của nó đã thấp hơn so với cái tiền mà người ta thiếu đó, thì có nhiều người, rất là nhiều người không có thể có khả năng giữ được căn nhà nữa, thì cái cách làm này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Rồi thực vậy là Bảo cũng đã từng làm việc với anh và cũng biết qua cái chương trình này và cũng đã mua nhà được với cái giống như qua cái chương trình này cũng đã giúp được một số người không có bị mất điểm tín dụng, nên Bảo thấy cái chương trình rất là hay. I just told my audience that I learned that from you as well, the AMPS, and I have done pretty well on it. Yeah. So I help a couple of people not losing their house. Right. And in the meantime, you know, I get the house for myself. Right. You know, it's a great way to buy rental properties, to help people that have less than perfect credit. It is a little complex to explain in just a couple of minutes. I actually have a free video online that teaches it in a little bit more detail. You can go to ampsdeals.com and there's a free video that kind of walks through it in more detail than we have right now. I agree. Yeah, that's the whole program is cannot be shared in just like 3 right. minutes or 5 minutes. So it's very awesome. I really appreciate you coming down, and you know, I got a book. It's called The Book on Foreclosures that I wrote to help people, mm-hmm. you know, have the problem with underwater house and yep. stuff. One of the chapter, you know, I wrote about subject to, which is I learned from you. You know, I credit that to you. Thank you. And and it's an awesome book, I hear. Thank you. Yeah. By the way. Thank you. Yeah. Nathan have it. Raymond have it. And this is yours copy. Awesome. I say thank you for being such a great educator and with admiration. Thanks a lot for thank you so being much. Yeah. I really appreciate that. Thank you. And
The time is almost done. I just like to ask if you have any few words of wisdom to share with my Vietnamese community. Well, you know, one of the things I said that it's key is to build a network. If you're in the Houston area and would like to be part of our network, we have a real estate investor association, and you can go to RIAHouston.com and join us. It's free, and you'll surround yourself with wholesale buyers, sellers, you know, people that are real estate investors that are doing this stuff that we're talking about. So REIA stands for Real Estate Investor Association. So RIAHouston.com is where we kind of all get together, and we meet once a month, including tonight down at the Marriott by the Galleria, and we'll be back every month forever to get together and share best practices and deals and all that good stuff that goes along with being a real estate investor. Thank you. Anh chia sẻ cái cuối cùng của anh là anh rất vui khi có mặt ở cái buổi trò chuyện hôm nay, và anh hy vọng là mọi người có thể tìm hiểu và học thêm về cái cách đầu tư đi ốc. Thì anh nói là anh có, như anh nói là anh có tổ chức cái buổi những cái club, cái real estate club ở Houston, cũng giống như cái mà anh đang có lớn nhất ở Austin. Thì cái này nó nằm ở cái địa chỉ website là riahouston.com, là riahouston.com, mà một tháng gặp nhau một lần để chia sẻ những cái kinh nghiệm, cái kiến thức về đầu tư đi ốc. Và nếu mà quý vị thích thì có thể ghé đến đó như anh nói. Thanks a lot again, and you know, just want I would like to say bye to my audience, and bye bye. Một lần nữa Bảo rất hân hạnh có dịp chia sẻ kinh nghiệm đầu tư đi ốc cùng với quý vị khán giả của đài BUN TV hôm nay, và hẹn gặp quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chân thành cảm ơn. Yeah.